bắt đầu xả quyền. Thế đánh chậm để các con học tập. Đánh chậm, 1 phút, giáo trình vào kìa. Chưa thấy thầy vỗ tay à kìa, chỉ nhìn mà không vỗ tay à đây. Bây giờ con nhìn thấy bắt chiếc thầy đánh chậm, rồi. 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 Thôi tập trung đi.